Bonsai Đá Quý xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trong toàn quốc. Kính thưa quý vị, cái hình ảnh trước mắt quý vị là một cái tác phẩm xanh ôm đá đặc trưng của Linh Bình và một cây ôm đá to nhất Linh Bình quý vị nhé. Đây là tác phẩm được ngồi đá mà cao to nhất tại triển lãm Linh Bình. Ngoài cao to ra, tác phẩm còn rất là nghệ thuật. Và để mà mang tác phẩm này đi triển lãm thì rất là vất vả quý vị ạ. Vất vả lắm những cái này. Mỗi lần chuyển đi triển lãm thế mới thấy được cái tình yêu cây của chủ nhân, sự nhiệt huyết của chủ nhân. Quý vị hãy xem cái thước phim tác phẩm này đặt chân xuống triển lãm Linh Bình quý vị nhé. Anh Thăng ơi, tác phẩm mới đặt vào chậu này anh. À, cây to ấy đặt vào chậu này. Không đi cùng một xe được, quá cao, quá khổ. Quá khổ, quá tải. Hai một cây bé hai bên. Hai cây ôm đá bé hai bên quý vị nhá. Đấy. Rất đông mọi người mang tác phẩm đi. Không, ngắm mấy cây của mình thôi, thẳng cây kia thôi. Ok rồi mà. Đúng là vừa rồi. Cái thước phim lịch sử quý vị ạ. Bonsai Đá Quý cũng chưa bao giờ ghi một cái tác phẩm cỡ lớn này mà mang triển lãm này. Một cây lần đầu tiên nhìn thấy một cây rất to quý vị ạ, rất to mà lại ngồi trên một cái hòn đá nghệ thuật, được cái tạo hình nghệ thuật. To lắm quý vị nhé. Thế và anh chủ này không những một tác phẩm này mà anh còn mang mấy tác phẩm ôm đá này. Tuy là không to như này nhưng mà mấy cây của anh cũng đều là những cây bám đá nghệ thuật và cỡ đại quý vị. Quý vị đến gần mấy tác phẩm. Cây cao từ thành mặt chậu lên phải tầm 4m với 4m quý vị ạ. Bắt đầu móc dây vào cẩu quý vị ạ nhé. Bắt đầu. Và cái cẩu mấy chục tấn quý vị ạ. Anh à, đây hai anh em chúng tôi đang ghi hình cả anh Thắng video đây. Chào tất cả mọi người của kênh Bonsai Đá Quý. Và đây hôm nay có Bonsai Đá Quý về hỗ trợ truyền thông cho tỉnh ta Ninh Bình rồi nên là Bonsai cũng rất là nhàn, thỉnh thoảng gọi là chia sẻ một chút, tại vì cái fan của anh cũng đợi một chút cái thông tin từ kênh của anh và chia sẻ một chút xíu. Còn những lại cái khác quý vị có thể tìm vào YouTube kênh Bonsai Đá Quý để chúng ta theo dõi kỹ hơn nhiều cây hơn ngoài tỉnh Ninh Bình ra và kênh khác nữa quý vị nhé. Bởi vì còn rất nhiều cây anh Thắng ạ, rất nhiều cây nên là anh em mình cũng chia sẻ công việc và mỗi người một cái công việc, chứ còn Linh Bình lần này quy tụ nhiều cây lắm anh ạ. Đúng rồi. Nên là một mình Bonsai Đá Quý cũng không thể chia sẻ hết được đâu.
các bạn truyền thông các nơi anh em có điều kiện về Ninh Bình giúp đỡ thì tuyệt vời lắm. Chúng ta chia sẻ thì mỗi người có một cách nhìn cây và chia sẻ khác nhau đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Một cây bò đá đặc trưng của Ninh Bình anh nhỉ. Mà lần đầu tiên em chứng kiến một cái cây lớn to thế này. Cổ ấy 50 tấn như Huy nhá. Mà lại còn tấn đấy. Mà lại còn nghệ thuật chứ. Tác phẩm nghệ thuật lắm. Mà của một nghệ nhân rất trẻ tuổi em ạ. Vâng. Gọi là Hùng Con. Thì ở Ninh Bình có hai người Hùng. Một cụ Hùng Gù, ngày xưa cụ là chủ tịch hội cảnh tỉnh Ninh Bình mất rồi. Vâng. Đấy nên là gọi tại sao Hùng Con là hội tránh ra. Đây là con trai của anh Tống Văn Ký. Chào em nhá. Người rất yêu cây cực kỳ luôn. Rồi, chào em. Đây là con trai của anh em. Em tên là gì? Em tên là Hà anh ạ. Hà. Công việc từ sáng giờ là do bàn tay em giúp đỡ bố rất là nhiều đây. Thực ra chúc mừng gia đình em. Một tác phẩm rất đẹp. Và cảm ơn em và gia đình rất nhiều đã đam mê cây cảnh cùng với chú anh để góp vui cho những người chơi lớn trong nhà. Đây là kênh Thái Đức Huy. Anh em của anh từ anh em chia sẻ. Em cứ bằng chỉ lo bằng tiền đi. Quý vị nhìn ở mọi góc cạnh để thấy được cái công tác cẩu một cái tác phẩm cỡ lớn này xuống triển lãm thì vất vả như nào quý vị nhé. Đây và bên cạnh cũng vẫn tác phẩm của anh Ký này. Anh mang đến triển lãm Ninh Bình rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Cây bắt đầu được lưng lên quý vị ạ. Tác phẩm đã được cẩu lên. Vì so với người thì mới thấy là cây lớn thế nào. Người đứng bên cạnh tác phẩm quá nhỏ bé so với tác phẩm. Tạo tác một tác phẩm lớn này rất là vất vả và công phu. Nhưng không những to mà tác phẩm còn rất là nghệ thuật quý vị nhé. Rất đông mọi người đang trợ giúp. Đây quý vị ơi, quý vị trò chuyện để phút sát quý vị trò chuyện với anh chủ cây một chút nhé. Em chào anh Ký. Chào anh. Hôm nay thì vâng ạ. Vâng ạ. Thì em cũng rất là cảm ơn anh. Bởi vì anh đã đóng góp một cái tác phẩm, không những một tác phẩm mà rất nhiều tác phẩm cỡ lớn. Và đặc biệt là cây này là cây của anh này, theo anh mừng biết là cây này to nhất ở triển lãm Ninh Bình này. Đúng không? Cây thì cây ôm đá. Cây ôm đá. Cây này thực sự nó là to. To nhất, to nhất Việt Nam thì gọi to nhất Ninh Bình. Đấy đấy. Mà có ai làm đâu mà chả to nhất. À to nhất Việt Nam, vâng. Cây ở trên trọng
và dưới đất thì nhiều cây to hơn. Vâng. Nhưng mà cây ôm đá thì cây là chắc có lẽ không biết. Vâng. Thế thế thì mới hiểu được à. Cái sự tình yêu cây của anh và cái nhiệt huyết về triển lãm Ninh Bình như thế nào? Vâng. Vâng. Chứ xong thì phải cứ xảy ra. Ngày đây thì cái địa bàn nó cũng không được mở rộng, mình không nên mang nhiều quả còn để lại cho những người khác, anh vâng. Cùng chơi đấy. Vâng. Không phải một mình nhận. Vâng. Thế này ạ. Phải nói là cái chứng kiến cái tác phẩm của anh thì em mới thấy được cái nhiệt huyết của anh và cái tình yêu cây của anh. Em cảm ơn anh nhá và chúc anh thật nhiều sức khỏe để có sức khỏe và có những cái đóng góp nhiều hơn cho làng cây, cũng như anh sẽ những cái tác phẩm lớn này anh sẽ mang đi nhiều cuộc triển lãm hơn nữa để cho quý vị được tham quan anh nhé. Vâng ạ. Và xin chân tình cảm ơn là Đức Huy. Vâng. Toàn thể anh em cây. Vâng. Toàn quốc. Vâng vâng. Cảm ơn. Em cảm ơn anh và em lại ghi hình tiếp cái công tác hạ cây xuống triển lãm. Rồi quý vị được nghe anh chụp cây, anh nghe chia sẻ đôi điều quý vị nhé. Anh chụp cây là người rất là yêu cây và tâm huyết với cây cảnh. Có yêu cây, có nhiệt huyết, có hết mình với cây cảnh thì anh mới mang những cái tác phẩm cỡ lớn này đi. Bởi vì những cái tác phẩm đơn giản, nhỏ thì mang đi rất là dễ quý vị ạ. Những cái lớn này chi phí mỗi lần đi vài chục triệu tiền cẩu quý vị ạ. Mà còn bao nhiêu người đi theo nữa, hộ tống nữa quý vị ạ. Nên là rất là vất vả. Đấy quý vị thấy này, ban tổ chức rồi thì người nhà chủ cây. Anh chủ cây anh có chia sẻ là đây là bonsai Đức Huy thì cho là đây là cây mà lớn nhất, bo đá lớn nhất của Ninh Bình. Nhưng anh ấy khẳng định là đây là cây bo đá lớn nhất Việt Nam quý vị ạ. Đây quý vị này. Anh ơi thì tác ngoài cái Sai Đức Huy đang định hỏi anh thì anh cũng đang bận một chút. Nhưng mà cái tạo hình này. Anh ơi, đây là một cái cây chính này. Còn hai cái cây mà bo đá ở bên cạnh ấy. Cái, anh có thể chia sẻ một chút là cái ý tưởng gì đâu anh? Anh nói em biết là cái cây, thực sự là cái cây bên trên là cây đấy là cây. Vâng. À, đấy, nó rất là giống cột tre. Vâng. Con thấy nó rất là giống cột tre. Vâng vâng vâng. Cái con sau thực sự ra là em làm như cái kia chẳng qua là anh bố, tức là tạo bối cảnh. Bối cảnh. Để cho nó ấm cái khu vực trên cái mặt chậu. Dạ vâng. Để nó hòa với cái cây to. Vâng thì vâng. Thì thấy nó hợp lý hơn anh làm. Vâng. Còn ví dụ ai mà sở hữu cây nào thì họ không thích họ bỏ ra, đấy là việc của họ. Vâng. Còn như anh chơi của anh là anh làm như thế. Dạ vâng.
Dạ vâng. Em hiểu không? Cho bố cục cho nó đẹp. Cho nó đẹp. Thế còn ai không chức thì bỏ ra. Vâng, vâng. Nó rất đơn giản, chỉ có rời mà. Chứ nó không chung. Vâng. Thế ạ. Vâng, vừa là cũng tạo hình như là con tử đúng không? Đúng rồi đấy. Và cũng lại tăng thêm cái nghệ thuật bố cục cho tác phẩm. Tôi cứ bỏ cái cáp vào đây đúng không? Bắt đầu bỏ rồi đúng không? Đây. Quý vị nhìn tác phẩm đã được cây đặt an toàn rồi quý vị nhé. Quý vị nhìn tổng bóng thì mới thấy được cái vẻ đẹp của tác phẩm. Rất đẹp quý vị ạ. Theo chia sẻ của chủ nhân này, đây là tác phẩm Long Phượng Kỳ Duyên quý vị nhé. Mà cái hòn đá cũng được tạo hình các con vật. Quan sát được ghi lại cái thước phim tác phẩm Long Phượng Kỳ Duyên của anh Ngọc Tý tại triển lãm Ninh Bình, một trong những tác phẩm lớn nhất tại triển lãm Ninh Bình. Đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Quan sát được ghi xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.